mời các bạn đến với trận độ 10 tút cầu của Văn Sĩ gặp Tân Trường. Hôm trước Sĩ Văn đã thua tỷ số sát nút. Điểm 1-0 cho Tân Trường. Cầu đập tốt. Biết chỗ đập rồi đấy em ơi, biết chỗ đập rồi đấy. Điểm 2-1 cho Tân Trường. Cầu đập chưa qua lưới. Điểm 2-2. Cầu anh Trường bồi rất là tốt. Trận cầu này vẫn có hai ông sinh năm 1978. Tâm lý rất nặng nề. Tỷ số 3-3. Từ đầu trận đấu anh Trường đánh rất tốt. Cầu đi tốt, điểm 5-3. Cầu phản tốt, điểm 6-3. Oh,
Thank you.